Và thưa quý vị khán giả, nhân vật trong chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ ngay bây giờ là một người rất được yêu thích, không chỉ vì chị rất xinh đẹp mà còn có khả năng hoạt ngôn và truyền được cảm hứng cho công chúng. Kính thưa quý vị, nhân vật trong chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng tuần này sẽ là một nữ MC rất nổi tiếng, nhưng mà lần đầu tiên chị tham gia vào với điện ảnh. Người mà tôi muốn nhắc đến đó chính là nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Xin chào chị Kỳ Duyên. Thì phải nói là một cái sự rất là vui mừng khi mà rất là thú vị khi mà thấy chị tham gia vào với lại bộ phim Nữ Đại Gia và lại đóng vai chính nữa. Thì cái câu hỏi của Vân cũng là một câu hỏi của khá nhiều người là chị đã nổi tiếng từ rất lâu rồi, mà tại sao mà đến giờ này chị mới bắt đầu quyết định là tham gia vào với điện ảnh? Nói thật luôn đó là tại tới giờ này mới có người mời đóng. Đâu có phải cứ muốn đóng là đóng đâu. Không, cái này là tin rồi. Không, thật ra thì đúng, cái mộng để làm diễn viên là cái mộng mà Duyên có từ rất là lâu. Nhưng mà phải nói rằng là trong những năm gần đây thì cái thị trường phim ảnh Việt Nam cũng càng ngày càng nổi lên. Có nhiều nhà làm phim hơn, có nhiều nhà sản xuất hơn. Và bắt đầu họ làm nhiều rạp, xây nhiều rạp hơn. Khán giả Việt Nam ủng hộ phim Việt hơn. Thì lúc đó mới có nhiều phim ra, với có nhiều đất diễn. Chứ hồi đó thì nhất là ở hải ngoại thì lại càng không có đất cho diễn viên diễn. Tại vì cái cộng đồng rất là nhỏ. Và trong những năm gần đây Kỳ Duyên về Việt Nam thì cũng có nhiều người mời vai. Nhưng mà tới bây giờ Duyên mới thấy có một cái vai thích hợp cho Duyên. Và không những như vậy, đạo diễn và nhà sản xuất là những người mà rất tâm huyết và làm về nghệ thuật và tạo cho Duyên cái tin tưởng. Tại vì mình cũng là cuốn phim đầu tay. Thành ra mình thấy mình tay ngang thì mình phải cần những người thật giỏi để hỗ trợ mình đằng sau. Dạ. Lại có một cái câu hỏi đặt ra nữa là chị cũng đã rất là nổi tiếng rồi nhưng mà trong lĩnh vực khác. Nhưng bây giờ chị lại tham gia là người rất là mới trong lĩnh vực điện ảnh. Thì khi mà nhận từ lời tham gia đóng vào với bộ phim Nữ Đại Gia thì chị có sợ là nếu như mà mình đóng mà chưa được như kỳ vọng của mọi người thì mọi người có thể là sẽ có những cái nhận định này nọ ảnh hưởng đến cái uy tín của chị hay không? Duyên lại nghĩ rằng là vì mình là mới, thành ra hy vọng mọi người sẽ coi mình với một cái con mắt vị tha hơn. Có thể mọi người sẽ nói thôi, phim đầu tay mà như vậy là được rồi. Và họ sẽ không so mình với những diễn viên chuyên nghiệp. Với lại đối với Duyên, như là em cứ hỏi là tại sao đã nổi tiếng rồi mà làm cái khác. Duyên nghĩ là cuộc đời là một cái cuộc hành trình để mình không bao giờ đi tới đích hết á, và bao giờ con người mình cũng phải thay đổi. Chứ nếu mà mình đi tới một nơi nào mà mình nghĩ mình tới rồi mà mình chỉ đứng ở đó không thì mình sẽ chết. Và Kỳ Duyên nghĩ là có thể hai mươi mấy năm Kỳ Duyên đã làm MC rồi thì bây giờ mình cũng sang một cái lĩnh vực khác để cho cuộc đời mình nó tiếp tục, nó đi tới. Lúc nào mình cũng phải có một cái sự lạc quan và đúng hướng rồi, tới cái mới, một cái mới, một cái đam mê mới để giữ cho mình trẻ. Cái việc mà chị đóng phim như thế này chẳng hạn, thì đối với chị thì chị coi nó là một cái sự một cái cuộc dạo chơi thôi hay là chị có ý định là sẽ dấn sâu hơn nữa vào cái lĩnh vực điện ảnh ấy không? Duyên coi cái diễn viên là một cái gì Duyên rất trân trọng và Duyên rất quý và Duyên rất muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Vì vậy Duyên đã từ chối rất nhiều vai, những nhiều vai mà ví dụ như là vai khách mời, những vai mà chỉ vô để cho có mặt và không có cái ý nghĩa gì hết thì Duyên đã từ chối. Cũng như Duyên đã từ chối nhiều kịch bản mà gọi là viết riêng cho Duyên, Donnie đóng giày đó, nhưng mà dù là viết riêng cho mình mà nó không có chất lượng hay nó không hay thì Kỳ Duyên cũng nói không. Vì Kỳ Duyên muốn là đây là một cái đam mê của Duyên, không phải là làm để ngay cả để lấy tiếng hay để lấy tiền. Vì cái đam mê thì Duyên muốn có một cái tác phẩm nó có giá trị. Còn không thì thôi, thà đừng làm. Thời gian gần đây thì thấy chị về nước nhiều hơn và chị tham gia vào nhiều những cái lĩnh vực hơn, thông qua nhiều những cái hoạt động. Thì chị có thể nhận định như thế nào về cái cuộc sống giải trí của Việt Nam so với lại ở hải ngoại? Bất cứ cái gì ở trong nước thì cái thị trường nó đều rộng và nó đều mạnh hơn. Nói chung, còn về cái thị trường giải trí đó thì chắc phải xin nói thật luôn nhé, em hỏi là ba Dũng nói thật nhé. Là ở trong nước nó lùm xùm hơn ở hải ngoại. Là tại vì ở hải ngoại
thật ra là không có báo chí săn tin nghệ sĩ. Đó, thành ra nghệ sĩ có thể an tâm mà chơi vui với nhau, hoặc là nói những câu nói bông đùa và không sợ bị một nhà báo nào lấy một câu mình nói để dập tít, rồi để thế này thế nọ, rồi gây rất nhiều những cái sự hiềm khích giữa nghệ sĩ với nhau. Thành ra theo Kỳ Duyên nói thì nghệ sĩ ở ngoài mình thấy là không có scandal, không phải là họ không có, nhưng mà tại vì không có báo chí khui. Còn ở trong nước thì cái gì cũng... Vâng, nhưng mà khi mà chị về nước, chị tham gia nhiều lĩnh vực, thì chị có gặp những cái khó khăn gì không trong cái việc là có thể là đối tượng khán giả thì khác nhau này, và những cái quan điểm thì nó cũng khá là trái chiều so với lại khán giả ở hải ngoại. Duyên lại thấy ngược lại, trong tất cả những show mà Duyên đi làm thì Duyên lại khán giả đặc biệt quá ưu ái, quá dễ thương. Bản thân Duyên thì chưa gặp một cái gì gọi là trở ngại hay phản đối hết. Đi tới đâu cũng rất nhiều người tới xin chụp hình, nói chị Kỳ Duyên ơi, em quý chị lắm, ở Sơn Tây, ngay cả đi ra Bắc, mà càng những cái tỉnh ở ngoài Bắc thì Duyên lại càng những cái tỉnh xa thì Duyên càng thấy cái tình thương của khán giả nó quá nhiều đối với Duyên. Chị cho câu hỏi một câu, quay trở lại với lại phim Nữ Đại Gia, thì chị nghĩ gì về cái cách dạy con, và chị có rút ra được điều gì từ bộ phim không? Thì tất nhiên là cái phim Nữ Đại Gia là nói về một cái người mẹ doanh nhân đi làm nhiều quá bỏ con, và người con hư hỏng. Rất may là ở ngoài đời thật Duyên không bị rơi vào cái tình trạng đó. Nhưng mà nếu mà rút coi cái phim này đó, thì rút ra một cái kinh nghiệm, thì Duyên chỉ nhắn những bậc làm mẹ, hay làm mẹ làm cha, không phải làm mẹ, là con cái họ cần nhất của mình là cái thì giờ của mình, cần hơn cái tiền bạc mà mình có thể cho con cái, hay cần hơn cái mà mình nghĩ là ok, tôi đi làm để bảo đảm cho con có cuộc sống tốt, để con tôi có thể đi học trường ngoại quốc, để có cái này cái nọ, bảo đảm tương lai nó về sau, có thể về sau nó cần những cái, nhưng mà ngay bây giờ, đặc biệt là cái tuổi trẻ mà từ nhỏ 5-6 tuổi cho tới 14-15 tuổi là cái tuổi nó cần mình. Vì cái tuổi đó là cái tuổi nó như cái cây đó, mình phải uốn nó. Tới năm nó 15-16 tuổi đó mà người ta nói mình không dạy nó thì lúc đó dạy cũng muộn rồi. Lúc đó mà nó hư hỏng đừng có về bắt nó này nọ. Nhưng mà hy vọng là nếu mình đã dạy nó đúng, tới năm nó trưởng thành nó sẽ tự biết suy nghĩ, và mình không cần đi theo để canh nó. Thôi một câu hỏi cuối cho chị thì đối với mọi người thì Kỳ Duyên dường như là một phụ nữ không tuổi, thì chị có thể chia sẻ được cái bí quyết làm sao mà chị cứ trẻ mãi được như vậy không? Nhưng mà khi người ta nói mình không tuổi có nghĩa là mình có tuổi rồi, người ta mới nói không tuổi. Tại không ai đi khen một cô mà 20 tuổi mà không tuổi. Ok, bây giờ cái bí quyết nói nhanh. Cười nhiều và yêu nhiều. Hai cái đó thôi là mình sẽ trẻ được. Dạ, xin cảm ơn về cuộc trao đổi vừa rồi với chị và những cái chia sẻ rất là chân thành của chị. Cảm ơn em.